vượt qua 37 thí sinh, Trịnh Huyền Mai đến từ Hà Nội đăng quang Hoa Khôi Sinh viên Việt Nam 2023, nhận vương miện và giải thưởng trị giá 200 triệu đồng. Tối ngày 16 tháng 1, vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa Khôi Sinh viên Việt Nam 2023, Việt Nam Miss University 2023, với chủ đề vẻ đẹp của sự thông minh diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Vượt qua 37 thí sinh, Trịnh Huyền Mai được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, đồng thời đạt giải nữ sinh viên tài năng. Cô 19 tuổi, cao 1m70, chỉ số hình thể 82, 63, 95cm, hiện là sinh viên Đại học Ngoại thương. Huyền Mai được đánh giá là một trong những thí sinh có chiều cao nổi bật. Sở hữu hình thể và gương mặt thu hút, sáng sân khấu. Ở phần thi ứng xử, Huyền Mai được hỏi liệu đã chiến thắng chưa khi lọt top 5 Hoa Khôi Sinh viên Việt Nam 2023 và quan niệm về sự chiến thắng. Nữ sinh viên 19 tuổi bình tĩnh cho rằng được xướng tên vào top 5 không chỉ là may mắn, mà còn là sự chiến thắng chính mình trong quá khứ. Chiến thắng là mỗi ngày đều sống tốt hơn hôm qua, là sự cố gắng, nỗ lực mỗi ngày, biết nắm bắt cơ hội cho hiện tại. Song, như các thí sinh khác, cô có ước mơ chạm tới vương miện Hoa Khôi Sinh viên Việt Nam 2023. Nếu bản thân giành được sự yêu thương của ban giám khảo, khán giả, ban tổ chức thì đây là chiến thắng vinh dự, trọn vẹn nhất. Danh hiệu Á Khôi 1 và giải thưởng 100 triệu đồng được trao cho Nguyễn Thị Minh Phương, Trường Đại học Y Hà Nội. Dương Kim Thanh, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, là Á Khôi 2, nhận giải thưởng 50 triệu đồng. Các giải thưởng phụ gồm nữ sinh viên được yêu thích nhất, Trần Thị Hồng Linh, nữ sinh viên nhân ái, Lê Phương Khánh Như, đại sứ áo dài sinh viên Việt Nam, Lưu Thị Thiêm, nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh hay nhất, Trần Vũ Khánh Chi. Top 10 Hoa Khôi Sinh viên Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời được đặt cách vào bán kết cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024. Sau 3 vòng chung kết khu vực, top 38 trải qua các phần thi trang phục thể thao, dạ hội, áo dài và ứng xử tại đêm chung kết toàn quốc. Nhiều thí sinh biểu cảm chưa thuần thục, không tự tin khi cắt quát, một số suýt ngã khi trình diễn. Trong phần thi ứng xử của top 5, duy nhất Á Khôi 1 Nguyễn Thị Minh Phương trả lời song ngữ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.